Kính thưa quý vị, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, làm méo mó môi trường kinh doanh, tác động xấu đến các vấn đề xã hội. Nhằm tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, cuối năm 2019, Tổng cục Quản lý Thị trường đã ban hành quyết định 3972, chỉ đạo các đơn vị liên quan, các cục quản lý thị trường địa phương trên cả nước, chủ động phối hợp kiểm tra xử lý các tụ điểm nóng về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong năm 2020. Để có cái nhìn rõ hơn về thực trạng hàng giả nói chung, cũng như việc triển khai thực hiện kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý Thị trường, nói riêng tại địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai, Báo Công Thương tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề Lạng Sơn, Lào Cai quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi hàng giả. Diễn giả được mời tham dự cuộc tọa đàm hôm nay, đại diện cho phía cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ chống hàng giả. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng cục Quản lý Thị trường. Ông Vũ Hồng Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn. Ông Nguyễn Quang Hiểu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. Xin cảm ơn các diễn giả đã tham gia cuộc tọa đàm. Bàn về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Trước tiên xin hỏi ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện cho phía người tiêu dùng, là ông đánh giá như thế nào về cái thực trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian qua cũng như là hiện nay? Chúng ta biết rằng trong cái quan hệ mua bán hàng hóa đấy, thì người tiêu dùng phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Ví dụ như cái hàng mà không đủ trọng lượng, bao gói sẵn chẳng hạn, thế là cái an toàn của hàng hóa vân vân. Nhưng mà có lẽ cái mà người tiêu dùng phải đối mặt nhiều nhất đấy, gọi là thách thức nhiều nhất đấy, thì chính là cái hàng giả. Hàng giả nó bao gồm cả cái giả về chất lượng đấy, và thứ hai là giả về cái nguồn gốc xuất xứ, rồi giả về cái nhãn hàng hóa đấy, nhãn hiệu đấy. Đấy, rồi là cái vi phạm về sở hữu trí tuệ. Thì có thể nói là chúng ta thấy hiện nay là trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đấy, thế thì kiểm lại hầu như lĩnh vực nào cũng có. Thì tôi nói về hàng tiêu dùng, chúng ta không lạ gì những cái việc như là quần áo, rồi giày dép, đồng hồ, rồi kính mắt, điện thoại vân vân là giả rất nhiều. Thế rồi là mỹ phẩm. Mỹ phẩm là cái lĩnh vực phải nói rất đáng quan ngại. Bây giờ cái nhu cầu làm đẹp của chị em tôi cho là hết sức là chính đáng. Nhưng cái mỹ phẩm giả, người ta làm rất tinh vi, những cái bao bì là thật, nhưng tôi cho những cái hàng giả vào, thì dẫn đến là nhiều người gọi là đẹp chưa thế đâu, nhưng mà cùng là hỏng da, dẫn đến những cái hậu quả liên quan đến sức khỏe. Rồi cái đồ điện tử điện lạnh hầu như là khá nhiều. Những cái hàng hóa là được quảng cáo trên mạng là của Nhật, của Hàn Quốc, tức là những thương hiệu nổi tiếng. Nhưng mà khi người tiêu dùng nhận hàng qua cái bán hàng qua mạng ấy, thì nguồn gốc xuất xứ về kiểm tra nó của Trung Quốc. Đấy, phải nói là cái dạng mà nhẹ là cái giả về nguồn gốc xuất xứ. Còn chưa kể những cái loại mà lại còn lắp ráp những cái phụ tùng ở trong giả nữa. Thế rồi là cái đặc biệt là chúng ta nhớ an toàn thực phẩm là cái điều rất đáng lo ngại của nó thế. Trước đây chúng ta đã từng thấy rằng cái vụ mà nhập khẩu cái sữa mà chứa melamin ấy, gây hại cho sức khỏe, đúng không? Đấy, thì đấy là dạng là thực phẩm mà giả cả chất lượng luôn. Thế rồi là cái gì? Là cái dược liệu. Gần đây quản lý trường bắt giữ cái vụ mà cái nguyên liệu để mà làm các cái thuốc bắc giả, nhập khẩu giả. Thế hay là chúng ta biết còn nhớ cái vụ rất nổi tiếng là cái gì? Là thuốc chữa ung thư nhưng mà làm từ than tre. Đấy là phải lĩnh vực dược phẩm liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người mà cũng làm giả như vậy. Rồi các cái vật tư y tế, gần đây nhất trong lúc mà dịch xảy ra như vậy, lợi dụng cái chuyện mà khan hiếm, cái nhu cầu về cái khẩu trang nó tăng cao. Đấy thì hiện nay phải nói là bên thị trường tôi theo dõi đấy, thì các vị, các đồng chí là liên tục bắt giữ cái vụ mà các cái khẩu trang giả hoặc khẩu trang thật nhưng mà nó chỉ có tác dụng mà chống bụi thôi. Nhưng mà trên nhãn ta vẫn ghi là kháng khuẩn, rồi phòng chống dịch bệnh. Đấy, thế là cũng là hiện tượng là lừa người tiêu dùng chung quanh cái việc mà cái nhãn không đúng. Thế rồi các cái vật liệu xây dựng, các cái liên quan cái đồ nội thất chúng ta thấy rất nhiều. Bình nóng lạnh như các van vòi nước vân vân là cũng giả của các hãng nổi tiếng, thực tế mà vậy, hàng Trung Quốc. Cái máy móc thiết bị cũng có, vật tư. Đấy, chúng ta nhớ là những cái vụ mà bắt được như là thóc giống giả,
hay rồi cái phân bón hóa học giả, rồi thuốc bảo thực vật giả. Thế thì tóm lại tức là cái hàng giả đấy thì gồm giả chất lượng, giả xuất xứ, rồi giả về cái nhãn hiệu, kiểu dáng vân vân, thì có thể nói nó là vấn đề rất nhức nhối mà hiện nay người tiêu dùng phải đối mặt, đã, đang, và nếu không ngăn chặn thì nó sẽ tiếp tục gây thiệt hại là rất đáng kể cho người tiêu dùng. Thì ở cái góc độ một cái tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, thì xin hỏi ông Hùng là hội đã có những cái hoạt động như thế nào để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, cũng như là góp phần cùng với các cái cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi cái vấn nạn hàng giả? Chính vì cái nhận thức là cái hàng giả nó là một cái thách thức lớn đối người tiêu dùng, cho nên là trong công việc chúng tôi cũng quan tâm. Quan tâm ở mấy việc, thứ nhất là chúng tôi giải quyết cái khiếu nại. Rất nhiều cái vụ người tiêu dùng khiếu nại là khi mua phải cái hàng đấy, quảng cáo giới thiệu là cái hàng của các cái hãng nổi tiếng của các nước tiên tiến. Thực tế khi mua về, khi qua mạng để nhận được hàng thì đó là cái hàng của Trung Quốc. Thì chúng tôi cũng đã giúp giải quyết rất nhiều vụ và đòi lại được cái quyền lợi cho người tiêu dùng. Thứ hai nữa là cái gì? Cái tuyên truyền phổ biến ấy, tôi cho cái này rất quan trọng, bởi vì những trường hợp mà khiếu nại đến đây không phải là nhiều, mà không phải ai cũng biết hội để mà đến gõ cửa. Nhưng cái chính là phải làm sao giúp cho người tiêu dùng có thông tin. Đấy, cho nên là chúng tôi tận dụng các cái phương tiện thông tin đại chúng đấy, để nói là báo chí cũng rất là đồng hành cùng chúng tôi. Thế rồi cái quan trọng là cái gì? Chúng tôi tham gia xây dựng pháp luật. Thì chúng ta biết là cái pháp luật là một cái hành lang pháp lý, mà nếu mà chúng ta không làm tốt thì nó sẽ có những tạo những cái hở. Gần đây nhất thì chúng tôi có tổ chức một cái hội thảo toàn quốc để góp ý sửa đổi một số điều của luật bảo vệ người tiêu dùng, cũng như nghị định hướng dẫn. Tại sao như vậy? Vì chúng ta biết là Ban Bí thư mới ban hành cái chỉ thị 30 ngày 2 tháng 1 2019, và Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết 82 ngày 6 tháng 5 2020 chung quanh cái việc mà xây dựng cái hành lang pháp lý. Thì chúng tôi đã tổ chức hội thảo để mà kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền chung quanh cái việc mà phải bổ sung sửa đổi. Ở cái góc độ cơ quan chuyên môn, cục nghiệp vụ quản lý thị trường là cái đơn vị tham mưu, đồng thời cũng là tham gia vào các cái công việc tổ chức triển khai các cái nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái. Thì xin hỏi ông Lê là qua cái thực tiễn chống cái hàng giả thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ vi phạm và cái tác động của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ như thế nào đến cái phát triển kinh tế xã hội, và cái nguyên nhân tại sao đến bây giờ cái vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp mà xử lý cũng chưa thể triệt để được? Vâng, trước tiên xin chào MC, xin chào anh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xin chào hai đồng nghiệp đến từ Lạng Sơn và Lào Cai. Thì như chúng ta đã biết, theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế thì hiện nay hàng giả chiếm một cái tỷ lệ không nhỏ, tức là 3,3% thương mại toàn cầu. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có cái sự đánh giá một cách cụ thể về những con số này. Tuy nhiên thì là cho qua cái công tác mà đấu tranh chống cái vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, hàng xâm phạm quyền, rượu công nghiệp, thì lực lượng quản lý thị trường nhận thấy là hiện nay là các cái tình trạng mà kinh doanh sản xuất buôn bán hàng giả vẫn tiến hành một cách lén lút, không công khai, nhưng mà rõ ràng là vẫn có những cái tình trạng là vẫn tiếp diễn. Thế thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái hàng giả thì với cái sự đối phó của các đối tượng vi phạm thì nó có rất nhiều cái thủ đoạn mà để che giấu, cái phương thức thủ đoạn rất là tinh vi, mà ngày càng thì được các đối tượng nó thể hiện ra dưới nhiều hình thức. Và mặc dù cơ quan quản lý nhà nước thì cũng đã đấu tranh, cũng xử lý vi phạm, tuy nhiên là các cái đối tượng này vì cái lợi nhuận cũng sẵn sàng là tái phạm, thậm chí vi phạm lần sau còn có quy mô lớn hơn lần trước, bởi vì cái sự lợi nhuận rất là cao. Cái vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền này nó sẽ gây ra một cái tác động rất lớn cho người tiêu dùng. Nó làm cho người tiêu dùng bị mất đi cái quyền lợi chính đáng của mình. Nhưng mà ngoài cái việc đó, nó còn ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội, làm cho những cái doanh nghiệp mà làm ăn chân chính, người ta có cái thương hiệu, người ta làm mất cái động lực phấn đấu của người ta. Tức người ta bị
khi người ta bị ăn cắp những cái thương hiệu, ăn cắp những cái bản quyền, hoặc là người ta bị làm giả, dẫn đến cái việc là cái doanh số của người ta bị giảm sút. Và từ đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái doanh thu của doanh nghiệp giảm, dẫn đến thuế, rồi các cái vấn đề liên quan đến môi trường, liên quan đến đời sống an sinh xã hội nó cũng bị ảnh hưởng theo. Trong thời gian vừa qua thì như chúng ta đã biết, Tổng cục Quản lý thị trường thì có triển khai rất nhiều cái chuyên đề trên nhiều địa bàn trọng điểm để mà có thể đấu tranh phòng chống các cái hành vi sản xuất kinh doanh, buôn bán vận chuyển hàng giả cũng như hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Một số vụ việc mà quy mô lớn có dấu hiệu tội phạm thì đã được chuyển cho cơ quan chức năng để xử lý. Thế tuy nhiên thì rõ ràng một cái vấn đề ở đây là trong quá trình chúng tôi xử lý thì có những cái vướng mắc về mặt cơ chế chính sách cũng như là các văn bản quy phạm pháp luật. Bởi vì là muốn xử lý một triệt để một cái hành vi thì chúng ta không chỉ là vấn đề kiểm tra, vấn đề xử lý, mà tôi cũng hoàn toàn nhất trí với anh Hùng Hiệp hội, đó là chúng ta còn phải tuyên truyền, chúng ta giáo dục để cho cái bản thân người tiêu dùng, cái quan trọng nhất là người tiêu dùng, người ta không lựa chọn sử dụng hàng giả và người ta biết bảo vệ mình trước các cái vấn nạn hàng giả, thì đấy là nó mới giải quyết được cái ngọn nguồn. Cho dù cơ quan chức năng có cố gắng đến đâu, nếu như không được nhân dân ủng hộ, không được các cái cơ quan chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ thì cũng không thể là ngăn chặn cái vấn nạn này tận gốc của nó được. Vâng, đấy là nói về cái thực trạng và một số các cái nguyên nhân. Nhưng mà trong cái công tác đấu tranh thực tiễn thì bây giờ xin hỏi ông là ông điểm lại cho một số các cái kết quả đấu tranh ngăn chặn cái hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ mà Tổng cục Quản lý Thị trường đã triển khai và đạt được trong năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến bây giờ như thế nào? Vâng, trong năm 2019 thì lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý trên 90.000 vụ vi phạm và thu nộp ngân sách gần 700 tỷ đồng. Thế thì trong đó riêng về các cái vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền thì trong năm 2020 thì tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2020 thì chúng tôi đã tiến hành xử lý trên 894 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước là 173 tỷ đồng, giá trị hàng tịch thu chưa bán là 218 tỷ và trị giá hàng tiêu hủy gần 79 tỷ đồng. Thì 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã chuyển cơ quan điều tra là 60 vụ, trong đó riêng về hàng giả là 22 vụ. Đấy, để nói lên là cái mức độ xử lý rất là triệt để của lực lượng quản lý thị trường. Và đặc biệt là cái vụ việc trong tháng 7 vừa qua tại tỉnh Lào Cai thì lực lượng quản lý thị trường đã có một cái phát hiện một cái vụ việc rất là điển hình. Quy mô kinh doanh online và kinh doanh trên mạng điện tử đấy, thì tổng cộng là số lượng hàng hóa giả mạo là lên đến hơn 1 tỷ đồng và số lượng hàng hóa vi phạm là gần 9.000 sản phẩm. Thì cái này chúng tôi cũng đang tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng khác để làm rõ tính chất của vụ việc và để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trong thời gian tới thì lực lượng quản lý thị trường chúng tôi sẽ tiến hành tích cực đẩy mạnh hơn trong một số các cái giải pháp để mà làm sao cuối năm 2020 thì sẽ hoàn thành những cái kế hoạch đề ra từ đầu năm trong cái việc đấu tranh chống hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cảm ơn ông Viên Đức Lê. Ở dưới góc độ địa phương thì Lạng Sơn là một trong những tỉnh mà có rất nhiều cửa khẩu giao thương với phía Trung Quốc, mà Lạng Sơn cũng là một trong những địa bàn nóng về hàng lậu. Thực tế thì hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ hầu như là đều có nguồn gốc từ hàng lậu. Vậy thì xin hỏi ông Vũ Hồng Trung là ông đánh giá như thế nào về tình hình hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn Lạng Sơn trong thời gian vừa qua, và Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn đã có những cái biện pháp như thế nào để đấu tranh ngăn chặn cái
hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, rồi hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn trong năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nay? Thưa toàn thể các đồng chí, thì trong năm 2019 thì tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì thời điểm đó thì có những lúc là diễn biến thì cũng hết sức phức tạp về cả số lượng lẫn các đối tượng tham gia cũng như các phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên thì tính từ trong 7-8 tháng đầu năm 2020 thì số lượng này đã giảm rất là rõ rệt so với cùng kỳ năm 2019. Và đặc biệt là vào những thời điểm là đầu năm 2020 thì tình hình buôn lậu hay vận chuyển hàng hóa nhập lậu thì trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là tuyệt nhiên là không có. Thì về cái nguyên nhân của thực trạng nêu trên thì gồm có hai nguyên nhân chính. Thì thứ nhất là trước cái tình hình dịch bệnh Covid-19 thì diễn biến hết sức phức tạp như tất cả chúng ta đều biết, thì là điều đó cũng ảnh hưởng đến hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt ở đây chính là tỉnh Lạng Sơn với bên phía bạn Trung Quốc. Và nguyên nhân thứ hai là từ cuối năm 2019 đến nay thì tất cả các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt ra quân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn và xử lý nghiêm đối với tất cả các đối tượng vi phạm. Từ cuối năm 2019 đến nay thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn đã đề ra rất nhiều những biện pháp, những giải pháp, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Cụ thể thì là với vai trò là đơn vị là thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thì chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tăng cường nắm chắc, bám sát tình hình thị trường, đặc biệt là tình hình hoạt động buôn lậu tại các khu vực trọng điểm, để từ đó đề ra các biện pháp phối hợp kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển hàng lậu ngay từ khu vực biên giới. Tuy nhiên thì với đặc điểm địa hình là đường mòn biên giới dài, rồi lực lượng chức năng thì mỏng, các đối tượng chủ đầu lậu thì hoạt động rất tinh vi, nên đôi khi vẫn có tình trạng là hàng lậu là được mang vác từ biên giới vào trong nội địa, thì sau đó sẽ được tập kết tại khu vực nhà dân hoặc là địa điểm chợ nào đấy, thì cái địa bàn này thì nó cũng không cố định, rồi sau đó thì được hợp thức hóa bằng hóa đơn bán hàng và vận chuyển về tuyến sau tiêu thụ. Thì với vai trò là lực lượng chức năng chống buôn lậu trong khu vực nội địa thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc là phối hợp tốt và chặt chẽ với lực lượng công an để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các đối tượng có hành vi buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng giả, gian lận xuất xứ và vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong năm 2019, thì tổng số vụ kiểm tra của chúng tôi là trên 3.000 vụ việc, và trong đó là có gần trên 800 vụ việc về hàng lậu và hàng giả, và tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là xấp xỉ 74 tỷ đồng. Và tính đến 7 tháng đầu năm 2020, thì tổng số vụ kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn là trên 1.700 vụ việc, và tổng số vụ kiểm tra xử lý về hàng lậu hàng giả là gần 400 vụ việc, và tổng số tiền xử lý về vi phạm hành chính ước tính là đạt xấp xỉ 28 tỷ đồng. Xin cảm ơn đồng bộ ông Trung. Đối với tỉnh Lào Cai thì tuy là không nằm trong 20 tỉnh thành điểm nóng về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, rồi hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thuộc cái kế hoạch 3972 của Tổng cục Quản lý Thị trường. Thế nhưng mà tuy nhiên thì như ông Lê có đề cập đến ấy, thì mới đây là ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, lực lượng quản lý thị trường cùng với các cái lực lượng chức năng khác cũng đã phát hiện và xử lý một cái vụ việc cũng khá lớn liên quan đến hàng giả rồi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy thì xin hỏi ông Nguyễn Quang Hiểu là ông đánh giá như thế nào về cái diễn biến về tình hình hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ ở trên địa bàn Lào Cai trong năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nay? Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai đã có những cái biện pháp như thế nào để đấu tranh ngăn chặn cái vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn? Vâng, kính thưa đồng chí MC, kính thưa các đồng nghiệp, kính thưa đồng chí Hùng, thưa các bạn, thì báo cáo các bạn là tỉnh Lào Cai là một tỉnh biên giới, miền núi biên giới, có những 182 km đường biên giới và có 3 cặp cửa khẩu quốc tế nằm tại Lào Cai, một cửa khẩu đường sắt, một cửa khẩu đường bộ và một cửa khẩu Kim Thành nối liền với lại tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai.
Đây là cái thuận lợi cho cái việc giao thương hàng hóa của các nước ASEAN nối với Trung Quốc và Việt Nam. Và cũng là cái điều kiện thuận lợi cho các cái đối tượng buôn lậu là người ta kinh doanh buôn lậu bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc cũng như hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Thế rồi địa hình biên giới thì cũng tương đồng như Lạng Sơn thôi, thì Lào Cai thì là cái đường sâu suối nhiều và các cái lối mòn lối mở ở trên tuyến cũng được người dân hai nước thăm thân nhau mở ra. Đấy, và cái cư dân biên giới sống dọc ở biên giới cũng tương đối. Đây cũng là một cái điều kiện thuận lợi để cho cái nguy cơ diễn biến của cái buôn lậu tập kết và kinh doanh cái buôn lậu và hàng giả ở đây. Đối với hàng giả thì như phía Trung Quốc thì là một cái nơi mà có thể nói là cái sản xuất hàng giả cũng tương đối là lớn, mà Trung Quốc người ta cũng đấu tranh rất tốt, nhưng mà về các cái đối tượng ở bên đấy người ta sản xuất và vì là mục đích lợi nhuận cho nên người ta và Việt Nam mà Lào Cai lại tiếp giáp đó thì cái hàng giả rất là nhiều mẫu mã và phù hợp với lại cái thị hiếu của người tiêu dùng về cả giá cả cũng như mẫu mã chất lượng và chủng loại. Nên đấy là có thể nói là từ những cái đấy là hàng giả nó sẽ diễn biến là sẽ gia tăng. Vừa qua thì những đồng chí biết Lào Cai cũng có xử lý cái vụ việc hàng giả, có thể nói là thông qua cái hàng giả và hàng kém chất lượng, cũng là hàng xâm phạm quyền, cũng là hàng không rõ nguồn gốc là thông qua cái trang mạng thì là bày được giao bán trên mạng và lần qua cái này. Đây cũng là một cái rất khó khăn mà từ cục nghiệp vụ cũng như cục quản lý trường Lào Cai và các đồng chí đã thông qua cái cục an ninh mạng để nắm được cái việc đấy và xử lý. Thì như đồng chí Lê vừa nói rồi, vì cái lợi nhuận mà người ta có thể là đưa hàng giả, hàng kém chất lượng vào hay là hàng vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào trong Lào Cai để tiêu thụ và từ phía Trung Quốc nhập về hoặc là từ các tỉnh khác lên trên Lào Cai để tiêu thụ. Đấy. Rất nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc này. Thì các đồng chí biết là thứ nhất là bây giờ đối với lại các cái cơ quan chức năng thì trong quá trình xử lý thì cái phân biệt hàng giả bây giờ cũng là khó, mà cái này phải thông qua giám định để mới có thời gian thì mới có thời gian để xử lý. Thế đối với lại người tiêu dùng thì người ta cũng lại rất là ngại về cái việc mà tố giác về cái thông tin đối với lại khi mà phát hiện cái hàng giả hay là mua phải hàng giả. Thế rồi là đối với lại doanh nghiệp thì một số doanh nghiệp thì cũng lại ngại cung cấp cái thông tin của sản phẩm của người ta bị làm giả, sợ là ảnh hưởng đến cái uy tín của người ta. Thì Cục Quản lý Thị trường Lào Cai là cái cơ quan thường trực cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai cũng đã tham mưu nhiều các văn bản chỉ đạo các cái đơn vị cũng như là phối hợp với các đơn vị, và đặc biệt là quản lý thị trường. Cục Quản lý Thị trường Lào Cai cũng đã bám sát vào nghị quyết 41 của Chính phủ, rồi là quyết định số 1059 và 3304 của Bộ Công Thương, và đặc biệt là kế hoạch 3972 để triển khai nhiệm vụ và ban hành các cái kế hoạch như là kế hoạch về cái đấu tranh phòng chống và tuyên truyền phổ biến pháp luật và ký cam kết đối với các địa bàn nổi cộm trên địa bàn Lào Cai. Đấy. Và cái là cái kế hoạch cao điểm để chống buôn lậu trong hàng giả trong 2 tháng mùng 10 tháng 6 đến mùng 10 tháng 8 năm 2020. Đấy, và rồi là quyết định Lào Cai cũng thành lập một cái tổ công tác thương mại điện tử. Cái tổ này cũng rất là hiệu quả. Thứ hai nữa rồi là xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền với lại cái đài truyền hình để tuyên truyền về cái công tác chống buôn lậu cũng như là cái văn bản quy phạm pháp luật về hàng chống buôn lậu hàng giả ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Và cũng vừa rồi thì Cục Lào Cai cũng có phối hợp với lại chỗ công tác chống cái hiệp hội chống hàng giả và cũng tổ chức một cái lớp tập huấn phân biệt cái hàng thật hàng giả, trong đó có phối hợp với một số cái nhãn hàng để thực hiện để triển khai cái nhiệm vụ đấy. Cảm ơn ông Nguyễn Quang Hiểu.